cho cá ăn luôn. Bỗng bỗng bê đê bỗng bỗng bàn bàn lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Wow. Chà. Trời ơi. Sao đẹp quá vậy? Thì làm thơ như vậy là mày cũng làm được thiệt. Tức mình quá nè. Nghĩ sao hoàng tử của con nó kêu đúng đó. Thế con làm sao con? Hả? Con luôn hả? À. Con phải làm luôn hả? Con phải làm chứ. Con phải làm thì con mới được lòng hoàng tử cho mày không? Mẹ mình cùng phe mà. Con cứ làm đi cho mẹ nghe gì mẹ sửa cho nha. Nhà em đêm nay trời trở gió. Ừ. Không anh thôi nhìn đỡ con chó. Chỗ khác được không? Cái gì? Nhìn thẳng mắt má đi con. Mày mắt má có lồng lanh không con? Mắt má có lồng mì. Mà lồng lanh nữa. Sự nhi, má biết là bao nhiêu năm nay con khổ sở lắm tại vì thiếu vắng tình thương của má. Dòm đi anh. Không, không. Đi chinh chiến về như vậy mà cứ để cái ghế không có nệm lót là sao? Dạ không phải, nệm của hoàng cung mình bị giặt hết rồi, cho nên bây giờ chưa có nệm. Thôi được rồi. Dạ bẩm quốc vương, không cần nệm đâu quốc vương, tại ngồi trên ngựa cũng đâu có nệm. Thôi đúng rồi. Dạ. Lúc của công ty tôi muốn tuyển người là phải trách nhiệm, phải kiểm tra. Sao em không nghe nói gì hết trong cái cuộc... Nghe nói thì ở nhà tới đây phỏng vấn gì? Là có quần áo của mày đúng không? Có đúng không? Dạ đúng. Mày mang dài sai mấy? 7.5. 7.5 à? Trời ơi, dài gì sai 7.5? Dài bên Pháp hả? Con sai mấy vậy con? 15. Mày chân trâu hả? Thì chắc chỉ có trâu mẹ mới đẻ ra trâu con thôi. Trời ơi, không dễ sợ luôn. Mày im. Không dễ sợ. Sao? Lâm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen. Trách sao coi đời này đỏ đen. Kêu ta lên nha. Không lên là chết với tôi à. Nha. Kêu đi. Nhớ cậu đó không? Bóng bóng bàn bàn lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo quan nhà người. Nó kêu bóng nghe. Dạ kìa, cái bóng lên giờ đó. Tao nhìn dưới thấy cá mập không vậy? Lên giờ đó, lên bờ luôn giờ đó. Đâu bóng đâu? Chị em xin không được ra nữa. Anh chọn em, anh chọn em rồi. Em cảm ơn anh Việt. Anh thích em. Em thích ăn vịt, I like it vịt. Tại sao anh chọn cô ta? Cái nét là người phụ nữ của gia đình. Cô nét là nét ăn chơi. Tôi xin lỗi anh nha, không phải như vậy là ăn chơi. Đâu phải là show off như vậy là ăn chơi đâu. Em, đúng không? Em. Nó có cái sự bá đạo của nó mà. Em. Sao gọi là ăn chơi? Em. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Chuyện gì vậy? Đi tìm sự cố. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn. Sao nói nhanh mà lâu quá vậy? Muốn giặt đồ nhanh hơn đúng không? Trả lời người ta đi. Ủa ai vậy? Đoán đi. À biết rồi. Năm anh em siêu nhân nè. Trời ơi linh ghê ha, mới gọi một cái là có liền ha. Tao vô duyên dễ sợ luôn thiệt. Cái nghĩ ta bận bộ đồ này kêu năm anh em siêu nhân. Chúng ta là ai? Biết đội siêu tốc hành động. Em nghe mấy bạn đồ mà chị ca hay lắm không? Chị ca cái bài gì mà mới ra, bài gì mà yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, hôi lắm gì chưa tắm đó. Cái gì vậy? Chị ơi, em nói chuyện với anh một cách bình thường được không? Anh, hồi đó anh nói anh thích em là tại vì em hơi bị khùng khùng mà. Khùng mà khùng dễ thương thì người ta mới thích. Em được dạng là em bị bệnh. Em hiểu không? Nếu nó nợ nhiều. Nếu nó nợ nhiều. Nhiều nó nợ. Em muốn hỏi là giám đốc hay là trưởng phòng sẽ là người hát?
tại vì em có một cái chuyện là đó. Người nào mà hát dở em múa không có đẹp đâu, phải hát hay em múa đẹp. Ở đây không cần múa đẹp, ở đây cần múa hề vỗ tay vui. Trời em thấy sao người rồi? Đau quá. Thấy sao? Đau. Đau có gì đâu, đẻ mà đau gì trời. Trời ơi, tôi lại đây tôi mổ bụng ông ra thử coi ông đau không? Hồi chưa có mổ giờ mà mổ dục thừa, chứ tức tè nhiều quá không có đau. Trời ơi. Đau quá. Anh biết rồi, từ từ để lấy rồi cho. Ê. Có gì vậy? Có gì vậy? Tôi nghe thấy báo chí có nhắc tới một cô dạo này là chồng gì không nhìn mặt gì đó. Đâu có. Có chồng chưa? Không biết có chồng chưa mà có ba con đó. Không sao. Đây là chương trình gương mặt bá đạo, chỉ cần cái mặt bá đạo thôi, còn ba con bốn con không thành vấn đề. Bây giờ vậy nè, mình phải có những cái biểu cảm về khuôn mặt. Dạ. Thì khi mình chụp hình á thì cái khuôn mặt mình nó mới nhanh, nó mới linh hoạt về cơ. Những người mà giải phẫu nhiều thì sau này cái cơ nó không linh hoạt nữa. Bê bồn, bê bối, bê bết, bê tha, bê thui. Nói chung là bận. À, hồi nãy con nghe có tiếng khóc nữa nè. Vì sao con khóc, khóc, khóc? Khóc đâu mà khóc, tôi chỉ than thôi. Tại vì vợ tôi đi làm chưa về. À, thì ra là vậy. Thôi đừng khóc nữa, tao đi đây. Tào lao. À, phải giúp người ta chứ. À, quên ha. Má. Má sẽ giải quyết hết những vấn đề của con. Má sẽ đi học phụ huynh cho con. Con trai. Má. Ra. Bà nội mày chứ không phải má. Là sao? Má tao. Má ơi, con tưởng đâu má chết rồi, sao hôm nay má hiện về đây má đẹp dữ vậy má? Đâu, thì má của con chứ. Trời đất ơi, trời đất ơi. Anh tặng bảo mẹ em vui vậy luôn á hả? À, thôi em vui quá. Em ơi, em có đồng ý làm vợ anh không? Chú Quân thấy sao? Dạ, đa tạ quốc vương đã ban thưởng. Cho một ly nữa đi. Dạ. Chú Quân dạ. Thấy sao ạ? Dạ xin quốc vương đừng ban thưởng nữa. Tại sao? Thần bị tiểu đường. Tại sao đẻ không chịu đẻ giùm tôi luôn đi? Tôi đỡ khổ nè. Thôi mở tôi đi lấy cháo lẹ tôi ăn nè. Tôi ăn vô tôi mới có sữa cho con bú. Dạ biết rồi. Nhanh lên. Thì bỏ sữa cũng con mà bú với tôi có được cái gì đâu. Bây giờ còn nói chả treo với em nữa hả? Biết rồi. Em đau quá mà. Tôi mệt quá mà. Vui. Giận. Ác. Hồn thức. Thiên hậu. Đau bụng. Bây giờ đặc biệt nè, sữa mũi bị hư. À! Trời ơi, trang phục mùa xuân thu đông năm nay. Trời ơi, cha ơi, cha thấy gốm quá. Đẹp mà con. Hả? À, cha ơi. Thôi đừng buồn nữa, muốn gì nói cha nghe để cha còn tính. Lỡ đi nha, để tao biết ảnh trước đi rồi mày biết ảnh sao. Anh nào vậy? Trời ơi, trời ơi, nó nhập vô chồng sắp cưới của tôi rồi. Trời ơi, mai nhập chồng mày mày vui quá. Nghe nói bây giờ tướng quân đã lập chiến công rất nhiều. Bây giờ tướng quân muốn cái gì, ta sẽ ban thưởng cho. Dạ, tao quốc vương, tướng quân muốn bước ra khỏi vòng này ngay lập tức. Nãy giờ đổ mồ hôi quá. Thành phố buồn nhớ không em, cơn gió chiều lạnh búa tâm hồn. Thôi được rồi, một người thôi, đứa người này vô kỳ lắm. Một người thôi. Em xin mày đi, tại sao tụi tôi phải lấy em? Gương mặt bá đạo. Anh chọn em, không bằng nói, anh chọn em, anh thích em. Hai không nghe để hai người này nghe. Anh ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đáng nói nhưng mà em hay quá. Em quá hay, ghi thêm một điểm nữa. Là không, em xin lỗi là em hơi lên tiếng, bây giờ em bắt đầu nói lại. Thằng
せいです。あっちから正面から一回こっち蹴りは。あっちから。こっちまで来ない。チャンチャンチャン。Sáu riêng biệt là một nét đẹp độc đáo. Sáu là sáu di truyền chứ con không phải sáu tự nhiên. Nhưng mà trời ơi, con muốn chồng trời ơi. Chị nói thiệt đi, chị yêu ảnh hay là chị yêu em? Mày bị điên hả? Nếu mà chị yêu ảnh thì chị nhập vô ảnh làm cái gì? Đi ra đây đi, trả lại đi. Mày nha mày, mày đẹp hơn tao, tao quế rồi. Đánh trận bao nhiêu không màng khó khăn, không màng đau khổ, không màng sống chết, trái tim này một lòng là dành cho người bạn gái của tôi. Rồi giờ ký chắc với ký ca cái nào nặng hơn nè? Em thấy là nó cùng một ký thì chắc nó như nhau. Đúng rồi, chứ nếu nó chắc nặng hơn là đi về liền nha. Không ai biến một ai thành ngôi sao được hết. Mình phải bước lên từ một vị trí thấp lên cao, tự mình học hỏi mới biến thành một ngôi sao. Đúng không? Anh bây giờ hiện tại là ngôi sao, nên anh không có thời gian để biến ai nữa.